11 là khoảng thời gian chờ ngày mai đến như chẳng thể quên được, là khoảng thời gian hai ta ở bên nhau với những nụ cười ngàn vì sao cũng chẳng được lối anh về đây. Lạnh từ như cơn gió thổi qua trái tim ấy sẽ mang anh xa khỏi nơi ta đã từng, liệu rồi thời gian cũng sẽ trôi qua hết, sự biệt ly cũng sẽ không còn yet, và anh sẽ quên em dần, trở về khoảng thời gian nơi ta vẫn còn bên cạnh nhau, anh đã quay lưng.